Giá vàng hôm nay ngày 21 tháng 4 năm 2024 trên thị trường quốc tế giảm sau khi một số nhà đầu tư bán tháo chốt lời. Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng một lượng. Giá vàng trong nước hôm nay ngày 21 tháng 4 năm 2024. Chốt phiên ngày 20 tháng 4 năm 2024, giá vàng miếng 4 số 9 SGC thành phố Hồ Chí Minh là 82 triệu đồng một lượng mua vào và 84 triệu đồng một lượng bán ra. Doji Hà Nội niêm yết ở mức 81,65 triệu đồng một lượng mua vào và 83,85 triệu đồng một lượng bán ra. Doji Thành phố Hồ Chí Minh mua vào SJC ở mức 81,65 triệu đồng một lượng, bán ra ở mức 83,85 triệu đồng một lượng. Giá vào quốc tế hôm nay ngày 21 tháng 4 năm 2024. Trong phiên giao dịch cuối tuần, và quốc tế có thời điểm tăng lên tới 2.402 đô la Mỹ trên một ao do lo ngại diễn biến xung đột tại Trung Đông. Tuy nhiên, do một số nhà đầu tư tranh thủ bán chốt lời nên giá vàng hạ nhiệt, đóng cửa ở mức 2.392 đô la Mỹ trên một ao. Chuyên gia phân tích thị trường Everest Newman của Gabriel Coins cảnh báo giá vàng đang ở mức cao trong một thời gian khá dài, đủ để tạo xu hướng bán tháo chốt lời của nhà đầu tư, khiến giá vàng có thể lao dốc mạnh. Một số chuyên gia cho rằng nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại bất ổn địa chính trị tại Trung Đông đã làm lu mờ những áp lực về kỳ vọng lãi suất lên vàng dù vậy các nhà phân tích khác lại cho rằng về dài hạn giá vàng luôn chịu tác động bởi diễn biến cắt giảm lãi suất của cục dự trữ liên bang Mỹ theo chủ tịch Fed Jerome Powell dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy lạm phát đang ở mức khá cao đồng nghĩa với việc mức lãi suất hiện tại có thể cần phải duy trì trong thời gian dài dự báo giá vàng theo công cụ theo dõi lãi suất FedQuest của CME Group khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 5 là 0% và khả năng tăng lãi suất là 1,7% Bên cạnh đó, xác suất phép cắt giảm lãi suất vào tháng 6 chỉ còn 18,9%. Theo khảo sát của Kiko, thị trường hiện thống kê khoảng 67% khả năng phép sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Lãi suất tăng cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Nhiều chuyên gia nhận định, trong thời gian tới, vàng có thể giảm nhưng mức giảm không quá sâu.